chào cả nhà nha. Cảm ơn các bạn đến con show du lịch nha. Bây giờ mình chia sẻ một cái cảnh đây nha các chị. Đó, những cây giống đây là cây cổ thụ nha anh chị, ra tầm đây là để mai chiều là ta mở công du lịch đó các anh chị, để xong mà ta mới di chuyển. Ê, ta mới cái ương thôi, nó ương là lớn thôi này nè. Mình chỉ quay cho chia sẻ cho các anh các chị xem. Cái cổ thụ này rất là lâu rồi cho nên cái công trình nó chưa có xong đó, cho nên người ta để đây. Rồi mai chiều trình xong rồi ta di chuyển đi các anh chị à. Anh chị thấy không, cây rất là đẹp, cây cổ thụ mà. Bên đây cũng là một cái hàng cây đó. Gió thì nó sẽ chống ở dưới chân các anh chị ơi, cho nó khỏi ngã. Tiếp bữa nay nó không có được tốt lắm nha các anh các chị. Nên anh chị có chim hay là thông cảm cho mình nha. Cây giống đây ta mua ở xe ta gì ta ưa các anh chị ơi. Đây là một cái đường đi vô trong làng nè anh chị đó, anh chị thấy người dân người ta chạy không, đó là vô trong làng á, là cái khu đây là cái khu du lịch đây nó mới mở anh chị à, nó chưa có hoàn thiện. Mình chia sẻ cho các anh các chị thấy cái cảnh ở đây nha. Đó, bên đây người ta cũng đang ương nè. Đó, đang ương để là những cái cây xanh không anh chị ơi. Đó, đang ương để khi mà cái du lịch nó hồi thiện rồi là ta lấy cái mút á nhổ lên rồi ta di chuyển vô ta trồng. Chị thấy không? Cây xanh không? Đó là còn ở dưới đây ta rèo lưới lại á, để cho bà nghĩ nữa khỏi vô các anh chị à. anh chị thấy lớn không? Còn phần đất đây là nó trống mà, cho nên cái người giữ ở đây là ta không có làm gì để cho trồng bắp, để mà kiếm sinh sống hàng ngày anh chị ơi, là cũng cái đất của công ty luôn. À, còn cái đường đây là đường đi ra nha, nha anh chị, đường đi ra là đi ra quốc lộ để mình đi chạy vô cái đường Nha Trang nha anh chị. Mình chia sẻ cho các anh chị biết nha. Đó, các anh chị thấy những cái cây cổ thụ này rất là to cao không? Đó, để tôi ương đó, ương rẽ nó lên kêu ở đây nay mai chiều ơi, khu du lịch nó hồi chuyển xong bắt đầu là nó di chuyển vô nó trồng. Đó là trong cái chân núi đây là anh chị, trong chân núi đây giờ chim mút nó đang mút. Hôm nay thời tiết bị mưa cho nên chim mút nó nghỉ anh chị ơi. Cho nên mình chỉ chia sẻ cho các anh chị là nay mai cái khu đây này nó mở du lịch nha các anh chị. Để đi về cái hồn núi luôn luôn. Mình đi bộ vô nha các anh các chị, để mình quay tiếp một cái mớ giống cây xanh để tiếp. Đó,
đó, anh chị thấy mới giống cây xanh đây nè, cái sợi gió cho nên nó mới trống lên, nó trống chắc ăn đó, anh chị thấy không, cái làm chậu nó giống lên đó. Đó, để giờ mình quay cho các anh chị thấy rồi đó, thấy, từ dưới đất lên keo nè. Những cây này sau này nó hơi du lịch, nó hoàn thiện rồi là nó di chuyển vô trong đó hết nha anh chị. Mai chiều nó hoàn thiện là mình sẽ quay cho các anh chị xem. Đó, anh chị thấy không? Trồng rất là nhiều. Một cây xanh không? Chim luôn. Đó, cái người dân ta chạy vô là vô trong đường làng của mình anh nha các anh chị. Đây là tiếp cái hàng cây thứ ba nè anh chị. Nó cũng tầm cây cho ta đỡ dù bị hết á. Các anh chị thấy ta bèo lứ không? Ta làm chậu rồi, ta chống cây rồi bà mẹ không? Đó, mình chia sẻ cho các anh chị xem những cái cây đây là cây xanh đó. Ta ương ta để sẵn hết á. Khi du lịch nó hồi thiện rồi là ta nhổ, ta muốn lấy xi múc quá, ta múc vô. Rồi ta đưa nó vô trong kia, vô chỗ núi hồi nãy mình quay cho anh chị xem đó. Thấy không? Cây xanh này rất là đẹp. Để cây đi ở xe chở gì không nha các anh các chị. Dưới này nó có cái thủng nước. Người ta rèo mình không có vô được. Phải người ta không rèo mình vô mình quay tiếp cho các anh chị xem nha. Tiếp đó, cái núi này là các anh chị thấy cái núi không, sau này là nó ủ cái núi này là làm du lịch là các anh chị đó, cái núi này nè để nó mở băng que cái đồi núi này luôn nha các anh chị. Bữa nay thời tiết không mưa nè cho nên nó bị. Đường đây đường bê tông của công ty làm luôn rồi anh chị ạ. Trong đây là trồng xài không nha các anh chị. Hồng nó mua của người dân á, nè người dân nó trồng xài. Giờ cái xài nó lớn cỡ này các anh chị ha.
gốc xoài rất là to, keo. Đi nay mai nó mở ra đây là du lịch để y bài luôn các anh chị ơi. À, xin nhúc qua đèn đậu các anh chị ha. Thời tiết này rất là xấu anh chị, có gì xem mà thông cảm cho mình nghe, bảo vệ cho mình các anh chị ơi. Chó hơi sữa các anh chị. Đó, bên đây xuống này cũng là anh đặt bên đây đó kịp đủ đều cột bẹt cái lưới nè, mình quay không bên đó. Từng từng đúng điệp luôn anh chị ơi. Xuân kênh du lịch cũng quay video cũng lâu nha anh chị, mình cũng xin các anh các chị có gì xem hay cho mình một like và chia sẻ, đăng ký kênh cho mình nha. Cảm ơn các anh các chị trong nước và ngoài nước nha. Bye bye.